Bà kia, sao bà lại ở đây? Kiệt, ba chưa phạt con có tội tự ý bỏ đi chơi, giờ về còn hỗn hào nữa. Hãy đứng bước vô ghế ngồi cho ba. Em thấy tụi nó gan ghê không? Tự ý bỏ đi chơi, không xin phép ai hết. Thôi, anh ngồi uống nước đã. Cậu, ba tới nơi kìa cậu. Cậu, cậu đuổi ba đi đi cậu. Trời, cái bà này. Để cậu. Nè, ba. Nè, cậu muốn làm cái gì? Tôi nhờ cậu trông coi mấy đứa nhỏ. Cậu bỏ đi đâu? Để cho Phương một mình ở nhà, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Em đi công chuyện một chút. Em có nhờ cái bà sân sau lựu đạn bà canh nhà mà. Đợi tôi nhỏ về. Có ai ngờ là... Ngờ cái gì? Cậu có trách nhiệm như vậy đó hả? Diệu tới nhà thì không có ai hết. Còn hai đứa này, thằng kia với con Thư 6 giờ học, tự ý trốn đi chơi. Tôi phải kiếm về đó. Trời ơi, sao vậy hai đứa? Sao vậy? Diệu nè, kể từ ngày mai á, em qua giúp anh nha. Không, con Diệu đâu. Cậu yên tâm đi, để cho cậu. Nè, tôi đã nói á, mọi việc trong nhà để tôi làm hết đi. Nè, anh kiếm cớ rước bãi về chứ gì. Anh đủ bãi đi chưa? Bằng không á, tôi xử anh đó. Cậu xử đi. Anh thách tôi hả? Thử chỗ tôi đi. Tôi bỏ xuống. Tôi chỗ cậu bây giờ nghe chưa? Nè, bình tĩnh lại nha, bình tĩnh lại nha. Tôi nói cho cậu biết, ba đứa con tôi không thể nào giao cho một người vô trách nhiệm giống như cậu. Còn đây là nhà tôi, cậu có kiếm chuyện gây sự với Diệu á thì tôi không nể tình nghe chưa? Nè, tôi là em vợ của anh, là cậu của hai đứa nhỏ đó nha. Bớ nói lại chút đi. Diệu nè, em hứa giúp anh nha. Cậu. Mẹ. An à. Nè. Nè, giữ. Ba. Nè, hai đứa bỏ ra con. Đừng đi. Đừng đi, bỏ bà ra. Trời ơi. Ba. Hai đứa làm gì vậy? Không cho bà đi. Hai đứa làm tiền đạo đi. Cậu làm hậu vậy. Chặt vô. Chặt vô. Không cho bà đi. Hay quá. Hay quá, chặt vô. Tôi là đứa không nên hết. Không cho bà đi.